mình nào không biết cái dấu chân nào tí nào. Ok rồi. Thank you.
liên tục ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ sáu tuần thánh, phụng vụ giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Theo lời Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16, chính trên con đường khổ đau và cái chết của Chúa Giêsu trên đồi Canvê mà thánh giá đã trở nên chót đỉnh của tình yêu, một tình yêu mang lại cho chúng ta ơn cứu độ. Thưa quý cộng đoàn, được sự chấp thuận của cha chánh xứ và cha phó xứ, giáo khu Thánh Phaolô tổ chức buổi diễn nguyện giờ đây, diễn tả lại buổi xét xử Chúa tại dinh quan tổng trấn Phi-la-tô, điệu người vác thập giá đến đồi Canvê để đóng đanh. Ước gì cộng đoàn chúng ta qua buổi diễn nguyện này, dầu là mang tính đạo đức bình dân, nhưng với con mắt đức tin, cộng đoàn chúng ta có thể phần nào cảm nghiệm được về tình yêu cứu độ Chúa dành cho nhân loại. Qua đó, chúng ta thêm xác tín vào chân lý mà giáo hội đã khẳng định. Nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại giá trị cứu độ cho nhân loại. Chúng con xin kính mời quý cha, quý cộng đoàn chúng ta đứng lên để chúng ta bắt đầu việc cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người con đón vía hồn con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tiếng thầm dấu thánh ở trong lòng chúng con, lạy dấu chân tả, lạy dấu chân hữu, lạy dấu tay tả, lạy dấu tay hữu, lạy dấu cảnh hướng lòng Đức Chúa Giêsu. Kính mời cộng đoàn ngồi. Thưa cộng đoàn, Phaolô Phi-la-tô là tổng trấn thứ 5 của Roma, coi sóc các biển Giu-đê, vùng Idume và Samaria từ năm 26 đến năm 36. Dưới thời hoàng đế Tiberius tại Giu-đê,
và các tỉnh của đế quốc. Quyền lên án tử hình của Thượng Hội đồng phải được nhà cầm quyền Roma phê chuẩn. Dân Do Thái tố cáo Đức Giê-xu với Pilato về hai khía cạnh. Về chính trị, Đức Giê-xu cho mình là vua dân Do Thái. Về tôn giáo, Đức Giê-xu cho mình là con Thiên Chúa. Vừa tảng sáng, các thượng tế bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giê-xu lại và giải nộp cho Phi-la-tô. Chấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và nói: các ngươi tố cáo người này về tội gì? Chúng tôi phát giác ra tên này sách động dân chúng và ngăn cản chúng tôi nộp thuế cho Caesar và còn xưng mình làm vua. Phi-la-tô quay vào và hỏi Chúa Giê-xu: ông là vua Do Thái sao? Chúa Giê-xu trả lời: điều ấy anh khác nói về ngài về tôi. Phi-la-tô hỏi: ông là người Do Thái sao? Chứng dân của ông đã nộp ông cho tôi đi, ông đã làm gì? Chúa Giê-xu trả lời: nếu nước tôi thuộc về thế gian này, tức tôi về thế gian này, thuộc hạ của tôi, nước tôi không thuộc về thế gian này, nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì thuộc hạ của tôi sẽ chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc thế gian này. Một lần nữa Phi-la-tô lại hỏi: vậy ông là vua sao? Chúa Giê-xu trả lời: chính ngài nói tôi là vua. Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Phi-la-tô hỏi: sự thật là gì? Phi-la-tô quay qua dân nói với dân chúng: ta không thấy người này có tội gì như các ngươi đã tố cáo. Lúc tổng trấn đang xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay trong chiêm bao tôi đã khổ nhiều vì ông ấy. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho đám đông một người tù tùy ý họ muốn. Khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Baraba. Vậy khi dân chúng tụ họp lại thì Phi-la-tô nói với họ: các muôn người muốn ta phóng thích ai, Baraba hay Giê-xu Nazareth? Dân chúng la to: Baraba! Tổng trấn Phi-la-tô nói: thế còn ông Giê-xu ta phải làm gì đây?
dân chúng la to đón tin nó. Phi-la-tô tìm cách tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng: nếu Ngài tha nó, Ngài không phải là bạn của Sê-la. Phi-la-tô nói: chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao? Các thượng tế đáp: chúng tôi không có vua nào ngoài Sê-la. Tổng trấn Phi-la-tô thấy chẳng được ích gì mà còn náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông. Quay đứng dưới. Đỉa máu người này mặc các ngươi liệu lấy. Dân chúng la to: máu hắn cứ đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Bấy giờ tổng trấn phóng thích tên Baraba. Chúng xé áo choàng trắng,
mặc cho người áo choàng đỏ. Khi
giờ đã được ứng nghiệm. Cháu còn là dấu bị người đời chống báng, còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Giữa đám đông hùa theo đám đông soi mói và hiếu kỳ, không có ai chia sẻ và an ủi Chúa. Mẹ theo sát con mình trên đường khổ giá, mẹ hiện diện đó trên đoạn đường khổ nạn của con. Tình yêu nối kết cuộc sống của mẹ với cuộc sống của con. Mẹ ôm lấy khuôn mặt của Chúa Giêsu, khi ấy máu của con rơi trên mặt mẹ và nước mắt mẹ rơi xuống trên mặt con. Những người khi trước Chúa chữa lành, Chúa cho ăn, Chúa thương xót nay đâu hết rồi. Những môn đệ trước kia muốn chết với thầy nay đâu cả rồi. Chỉ có Simon ghé vai gánh đỡ Chúa. Khi để cho Simon ghé vai gánh đỡ thánh giá, Chúa muốn dạy con phải biết giúp đỡ một người nào đó bằng việc làm cụ thể. Nhiều người, nhưng mọi người đều né tránh. Chỉ có một người phụ nữ là Veronica, bà đã can đảm tiến đến bên Chúa lau mồ hôi và máu trên khuôn mặt Ngài. Khuôn mặt Chúa được in trên khăn lại trở nên một kho tàng quý báu cho nhân loại. Bà Veronica hành động với hết lòng yêu thương và kính trọng thật. Trong khi nghịch cảnh với cảnh tượng thô bạo và tàn nhẫn quanh bà, xin cho con nhận ra Chúa với khuôn mặt của anh em. Chúng đi theo Ngài đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà và nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và con cái chị em. Quả thực chung quanh chúng con còn biết bao nỗi đe dọa về mọi khía cạnh. Hôm nay nhiều cha mẹ đã phải than khóc vì con cái ngỗ nghịch rượu chè hút sách. Nhiều người cha quên đi bổn phận của mình. Xin Chúa ở với gia đình chúng con để soi sáng an ủi, như Chúa đã an ủi phụ nữ thành Jerusalem. Tiếng hippie gọi là Golgotha, tại đó chúng đóng đinh người vào thập giá, đồng thời đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Chúng con kính mời quý cha và quý vị chúng ta an toàn.
rượu trọn vui mặn đắng, chào cho người uống kẻ khác khi gần chiều chết thì nó cho uống rượu ngon cho mặn sức cho được chiều khó lâu. Có một con Đức Chúa Trời thì nó cho uống của đắng, người nếm một chút chẳng số ngựa đứa
Chúa Giêsu đã nằm trên thánh giá. Ấy là giường êm mái cha cả ta nằm, khi đã nhọc đã nên thịt mình ra. Ấy là sự người ước ngao từ khi sinh ra cho đến giờ. Trăm nghìn sự khốn khó thì trong lòng người cũng mừng thánh giá, vì bởi người ta chịu phép thánh giá thì được khỏi tội.
đáo xuống cho đến lúc cô làm ta sống. Cùng bát ngài chân chồng lại làm một mà đóng 36 mùa.
đi từ hương cộng đời. Khi chiêm ngắm bầu nhiệm tập giá Đức Kitô chiều nay, chúng ta không thể không tự hỏi tại sao Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Câu trả lời lập tức được soi sáng bởi đức tin của Hội Thánh như ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Đó là vì Ngài đã yêu thương chúng ta, Ngài đã yêu thương chúng ta và vì thế đã đổ mình vì chúng ta. Ngài đã yêu mến tôi và đã hiến mạng vì tôi. Ngài yêu thương Hội Thánh và hiến mạng vì Hội Thánh. Đó là một chân lý không tranh cãi, chân lý hàng đầu tràn ngập mọi sự áp dụng cho toàn thể giáo hội lẫn từng cá nhân. Bởi chính Kitô đã nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người, đã hy sinh tính mạng vì mạng sống của người. Anh em là bạn hữu của Thầy. Đây thực sự là câu trả lời dứt khoát cho nghi vấn vì sao Chúa Kitô lại tử nạn. Không còn gì để thắc mắc nữa. Chúa đã yêu thương chúng ta chỉ vì Người đã thương yêu chúng ta. Tất cả là ở đó. Quả thật, tình yêu của Thiên Chúa không có lý do tại sao. Đó là tình yêu chung không nhưng không. Tình yêu độc nhất dành cho thế gian là sự lần thật sự và hoàn toàn nhưng không. Không đòi hỏi gì cho Ngài, nhưng chỉ là cho đi, hoặc đúng hơn là từ thiện. Tình yêu có được điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu Thiên Chúa cao cả và thầm sâu sự vậy chưa đủ làm trái tim chúng ta hôm nay xúc động mạnh mẽ để không lớn quyết tâm đạt đề Ngài bằng một sự sống mới hay sao. Cùng với sự tĩnh lặng của vũ trụ trong đêm nay và ngày mai, chúng ta chỉ ngắm tình yêu, yêu đến tận cùng của Chúa Giêsu vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Chúng ta sẽ tâm thần tương lai về nhà.